cả nhà độc tâm tư đoàn sủng huyền học manh bảo sản văn sủng thiếp diệt thê triệu tư tư xuyên thư sinh ra chính là vương tạc trở thành nguyên thư bên trong tiểu pháo hôi ba tuổi không đến liền bị chết đuối mẫu thân còn có ba ca ca đều bị nữ nhân hư hỏng trong sách hại chết làm huyền môn đại lão triệu tư tư sống lại sau nhìn ôn nhu mẫu thân mẹ của ta a à, ngươi có thể tỉnh lại đi cha cha lại mang nữ nhân trở về mẹ ruột yêu đương lập tức căng thẳng cùng người phụ nữ xấu xoay cổ tay lên lại nhìn anh trai đẹp trai anh trai tốt của em chị dâu đã sớm có người chọn bây giờ anh thích một cô gái độc ác a à, quay đầu nhìn nhị ca nhị ca có muốn làm triệu quốc đệ nhất người có tiền hay không ta có thể giúp ngươi xem bói xem phong thủy nha anh ba cuối cùng anh ba em vẫn làm cho người ta yên tâm nhất chỉ là chúng ta có thể tìm chị ba để em dán không chỉ là cái kia trong sách không có tứ ca vẽ mặt đau khổ. Chuyện gì đều muốn ta cho ngươi chùi đít. Triệu Tư Tư không ngừng than thở trong lòng, sau đó phát hiện toàn bộ người nhà đều căng thẳng. Ngay cả nàng cũng trở thành tiểu công chúa được cả triệu quốc theo đuổi. Chương 1. Đại lão xuyên thư, chuyện ma quỷ không thể tin. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. 15 tháng 7, tiết trung nguyên. Triệu Tư Tư Thăng Thiên. Làm huyền môn thiên đạo truyền nhân nạn, vì cứu vớt toàn thế giới, bất đắc dĩ đi diêm vương gia cái kia đưa tin. Lúc còn cảm giác, mặt Triệu Tư Tư đã bị đá một cước. Ngay sau đó bên tai truyền đến nữ nhân thật to tiếng kêu đau. Không tốt, đại phu nhân khó sinh. Mau đi mời Thái Y. Triệu Tư Tư trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cả người mơ hồ, mà vừa rồi đã chính mình đầu sỏ gây nên thừa dịp lúc này chạy đi ra ngoài phu nhân là là công tử bên ngoài bà đỡ vẻ mặt ngoài ý muốn vừa rồi bà rõ ràng đem thai vị đẩy lệch làm sao có thể nhanh như vậy liền sinh ra công tử cơ an ninh kéo thân thể suy yếu nhìn đứa bé trong lòng bà đỡ tiếp theo lại nhìn bụng còn nhô lên nàng đã sinh ba đứa con trai đây là đứa thứ tư sẽ không có con gái phu nhân ngài hiện tại cũng không thể nghỉ ngơi trong bụng còn có một cái Cơ An Ninh nghe tiếng, lại hăng hái. Triệu Tư Tư nghe lời này, mới nhớ tới mình một lần nữa đầu thai. Nàng lắc lư bắp chân, vừa mới chuẩn bị ra bên ngoài chạy, nhưng đến lối ra, lại thật sự không ra được. Hơi thở ngày càng khó khăn. Tiếng kêu đau đớn bên tai cũng càng lúc càng lớn. "Mẫu thân, người đừng kêu nữa, mở mắt ra nhìn xem, con sắp bị ngạt chết rồi." Cơ An Ninh cảm giác đầu óc như nổ tung. Cô dãy dụa đứng dậy mở mắt, liền thấy sắc mặt bà đỡ giữ tận đè lên bụng mình. Khó trách chính mình lao lực như vậy, nhà là lão hóa này đang tác quái. Sông chi? Cơ an ninh dùng hết khí lực toàn thân còn sót lại hô to. Ngoài rèm. Một nhà hoàng nghe tiếng vọt vào, chỉ thấy bà đỡ kia biến sắc, tay đỡ kia buông lỏng, triệu tư tư lúc này mới thuận lợi trượt ra. Cũng may là rơi ở trên giường, bằng không độ cao này ngã xuống, không chết cũng là tàn phế bà đỡ nhà ngươi sao lại thế này nếu làm ngã đứa bé sẽ lấy mạng ngươi song chi vội vàng đá văn bà đỡ bế đứa bé trên giường lên chúc mừng đại phu nhân là tiểu thư là tiểu thư lần này trong tiếng chúc mừng tràn đầy kinh hỷ vậy sao mau ông tới cho ta xem thanh âm này rõ ràng so với lúc tiểu tử kia sinh ra còn kích động hơn rất nhiều nhìn triệu tư tư trong tả lót cơ an ninh tách bắp chân ra cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới lệ rơi đầy mặt, nguyên châu, an ninh rốt cục vì ngươi sinh nữ nhi. Triệu tư tư chỉ cảm thấy hạ thân mình lạnh lẽo, chết ngay tại chỗ. Trẻ con thì không cần mặt mũi sao? Chỉ là vừa rồi mẫu thân nói tên sao lại quen tai như vậy? Nguyên Châu Hòa Bình Nguyên Châu này sẽ không trùng hợp đi theo họ triệu của mình chứ? Nhớ nàng đời trước, Ngoài trừ luyện đang bên ngoài thích nhất làm sự tình chính là để cho xuống núi du lịch các sư huynh cho nàng mang thoại bản trở về xem. Đây không phải là nhân vật trong quyển Vương Gia mặt Lạnh yêu ta một lần mà nàng thích nhất sao? Hứa nhất thế phú quý, xem ra chuyện ma quỷ của Diêm Vương thật sự không thể tin được chút nào. Nhìn như chính mình cái này tỉnh vương phủ quận chúa thân phận cao quý, nhưng trong sách chính mình nhưng là một ngày cũng không có trải qua ngày lành. Sau khi tỉnh vương phi sinh hạ long phượng thai này, tĩnh vương mang về một nữ nhân cũng chính là nữ nhân này khiến tĩnh vương phi và ba đứa con trai của nàng chết không có chỗ chôn tại sao lại là ba bởi vì cái này cùng đồng bào của nàng lúc sinh ra chính là một đứa bé đã chết chính mình lúc bắt đầu liền hít thở không thông mà chết đúng đã chết cho nên thân phận có cao quý hơn nữa cũng vô dụng triệu tư tư vặn vẹo thân thể mới này một chút mẫu thân người đừng vui vẻ vừa rồi ta thiếu chút nữa bị lão già kia làm cho buồn chết. Triệu tư tư ngay cả khóc cũng quên mất, nếu là hiện tại có răng nanh, nàng có thể từ trên người lão hóa này cắn xuống hai khối thịt. Lại là thanh âm vừa rồi. Cơ an ninh cả kinh trận tròn mắt, bàn tay vốn không có khí lực, thiếu chút nữa làm triệu tư tư ngã xuống đất. Ai đang nói vậy? Mẹ ruột của con ơi, mẹ phải cẩn thận một chút, nếu con ngã xuống đất mà không chết cũng thành kẻ ngốc rồi có lẽ là một lần nữa sống trên một đời nguyên nhân triệu tư tư hiện tại tâm tình chính là mới sinh ra sữa búp bê chính mình này vừa đầu thai cũng không muốn biến thành kẻ ngốc cơ an ninh đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đi miếu tính một quẻ cao tăng trong miếu nói cho nàng biết trong bụng mang thai chính là trời cao ban thưởng chẳng lẽ nữ nhi của mình chính là người trời ban trong miệng cao tăng bất quá bây giờ không phải lúc ngẫm lại chuyện này cơ an ninh đen mặt đem lão hóa này mang xuống cho ta ta ngược lại muốn xem là ai cho nàng lá gan muốn hại chết nữ nhi của ta. Triệu tư tư lúc này cố gắng mở mắt ra, chỉ là ánh sáng xung quanh có chút chói mắt, cũng may nàng mới, chết, chưa được hai ngày, thích ứng rất nhanh, ánh mắt hơi hiếp của nàng đại khái thấy được bộ dáng của cơ an ninh. Hay cho một cái tinh xảo đại mỹ nhân nha, con mắt này, cái mũi này, cái miệng này, quả thực chính là nữ oa nương nương tỉ mỹ thiết kế nha, đẹp mắt như vậy mẫu thân cha cha như thế nào còn thích ở bên ngoài dính hoa gẹo nguyệt. Chỉ tiếc mẫu thân xinh đẹp của ta. Đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy sao lại chết như vậy? Cơ an ninh hít sâu một hơi, đã xác định nói chuyện chính là nữ nhi trong lòng mình. Nhưng lời vừa rồi của nữ nhi là có ý gì, sao mình lại chết chứ? Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng khóc nức nở. Phu nhân, phu nhân của ta, vì phu nhân đến muộn rồi cơ an ninh nghe vậy nhíu mày song chi đi mở cửa cho vương gia các ngươi những người này làm việc như thế nào không biết sớm đi trong cung mời thái y sao triệu nguyên châu trừng to mắt nhìn cơ an ninh trên giường còn có hai hài tử bên cạnh nàng đến miệng nuốt xuống vương gia nói ai chết cơ an ninh đau lòng trượng phu mình yêu nhiều năm như vậy lại không nhìn rõ đã nói hài tử mình đã chết triệu nguyên châu hoàng hồn lau một nắm nước mắt xoay người lớn tiếng mắng với người đi theo bên cạnh. Đồ cẩu nô tài, lại còn nói đại phu nhân khó sinh hạ tử hại. Ngươi nguyền rủa ai vậy? Người đâu, lôi ra ngoài móc mắt cắt lưỡi cho ta, xem hắn sau này còn nói lung tung hay không. Phu nhân là cẩu nô tài này vừa rồi nói dối tình huống, hại ta cho rằng phu nhân cùng hài tử xảy ra chuyện. Triệu Nguyên Châu nói xong thay đổi khuôn mặt tươi cười lại gần. Vương gia đi đâu vậy? trên người này vì sao có mùi son cơ an ninh cau mày nhìn triệu nguyên châu đang ngồi bên giường nhìn cơ an ninh ngày xưa ôn nhu săn sóc mình lập tức trở nên cường thế trong lòng triệu nguyên châu có chút không được tự nhiên bất quá nghĩ hẳn là lúc sinh mình không ở bên cạnh có chút oán khí cũng là bình thường muộn một chút dỗ một chút là tốt rồi chính mình dỗ cũng không phải một lần hai lần đương nhiên là có mùi son phấn vừa rồi hắn ông tân sủng đi dạo phố chương 2 cặn bã cha nạp thiếp, người đều mang về. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cơ an ninh sắc mặt lạnh lẽo, móng tay kia cắm vào trong thịt, vừa rồi chính mình cửu tử nhất sinh vì hắn sinh con, hắn lại mang theo nữ nhân khác đi dạo phố. Phu nhân đã nói đến đây. Làm chồng, vừa vặn có một chuyện muốn thương lượng với người. Triệu Nguyên Châu không hề để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của cơ an ninh, tiếp tục nói. Vương gia có chuyện gì muốn thương lượng vào lúc này, không thể chờ ta ra tháng rồi nói sau sao trong lòng cơ an ninh vẫn ông một tia ảo tưởng đối với triệu nguyên châu dù sao đây cũng là người đàn ông mình yêu nhiều năm như vậy khụ khụ cũng không phải chuyện lớn chỉ là vì phu nhân thấy ngươi vì vương phủ quan tâm muốn tìm người giúp phu nhân chia sẻ một chút triệu nguyên châu ho khan hai tiếng do dự một lát vẫn nói ra lời trong lòng lúc trước cũng chọc qua cơ an ninh tức giận dỗ một chút là tốt rồi cơ an ninh theo bản năng nhìn về phía nữ nhi trong lòng, biểu tình có chút mất bình tĩnh, đều bị nạn, nói, đúng rồi. Cha cha còn ở đây giả mù sa mưa đấy, người đều mang về ngay tại tiền sảnh. Thấy cơ an ninh ngay người, triệu nguyên châu ở một bên nhỏ giọng hô vài câu. Phu nhân. Phu nhân. Vương gia, ta vì ngươi sinh ba đứa con trai, hiện tại càng là lại thêm một trai một gái, ngươi tiến vào ngay cả con của mình cũng không vừa ý trước hết cùng ta đàm luận chuyện nạp thiếp vừa rồi nữ nhi thiếu chút nữa bị người hại chết ngươi không hỏi nhiều một câu khụ khụ tụng chi hầu hạ ở một bên vội vàng lấy quần áo phủ lên cho cơ an ninh phu nhân trời lạnh ngươi vừa sinh xong bị thương nguyên khí chớ để lạnh mẫu thân ngươi ngàn vạn lần đừng bị tra cha chọc tức thân thể chúng ta ngày sau còn muốn cùng nữ nhân xấu chiến đấu đây phu nhân vương gia ta mệt mỏi chuyện nạp thiếp đừng nhắc lại ta sẽ không đáp ứng. Nói xong, cơ an ninh nhìn về phía một phụ nhân hầu hạ cách đó không xa. Nhan ma ma, đi tiền sảnh mời người ra khỏi vương phủ cho ta. Mẫu thân thật tuyệt nha, nhiều năm như vậy rốt cục cũng đứng lên. Cơ an ninh nghe được nữ nhi khích lệ, tâm tình tốt hơn rất nhiều, chỉ là lời sau lại có vẻ chăm chọc như vậy. Vâng, phu nhân. Nhan ma ma là lúc cơ an ninh gả vào vương phủ cùng nhau đi theo chiếu cố nàng, giờ phút này thấy chủ tự tức giận lúc này liền nghĩ lát nữa phải cho hồ ly tinh kia một chút sắc mặt nhìn xem chỉ là tất cả mọi người xem nhẹ quyết tâm của triệu nguyên châu chỉ thấy triệu nguyên châu sắc mặt trở nên dị thường khó coi thay đổi ngày xưa tao nhã nho nhã bộ dáng biểu tình âm ngoan ta xem ai dám nhan ma ma vừa muốn ra cửa bị triệu nguyên châu rống lên có chút lúng cúng, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy vương gia làm trái lời đại phu bốn bề vô chủ chỉ có thể nhìn về phía cơ an ninh trên giường bầu không khí trong phòng vừa hạ xuống điểm đóng băng cơ an ninh thật không ngờ triệu nguyên châu lại lột bỏ ngụy trang vào lúc này trong lúc nhất thời không có chủ ý trong ngực triệu tư tư đồng dạng thật không ngờ cha phụ sẽ vào lúc này cùng mẫu thân trở mặt xem ra chính mình thật đúng là đánh giá thấp kia liễu như yên thủ đoạn dường như cảm nhận được sự bất lực của cơ an ninh lúc này triệu tư tư gào khóc vừa khóc còn vừa kêu tiểu tử thối bên kia khóc cho ta Lúc này đứa bé bị sông chi âm không đối nghịch với Triệu Tư Tư, còn khóc lớn hơn cả Triệu Tư Tư. Thấy ca ca ra sức như vậy, Triệu Tư Tư há có thể rớt lại phía sau, hai hài tử tiếng khóc liên tiếp. Nhan ma ma, có lẽ công tử tiểu thư đói bụng, mời vương gia ra ngoài, mời nhũ nương lại đây. Cơ an ninh trực tiếp hạ lệnh trục khách. Triệu Nguyên Châu lúc này trong lòng vốn là phiền muộn, hiện tại tiếng khóc của hai đứa nhỏ giống như là chăm chọc lỗ tai của hắn. Hừ một tiếng phất tay áo bỏ đi. Tiếng đóng cửa vang lên. Triệu Tư Tư liền an tĩnh lại, vui tươi hớn hở nở nụ cười với Cơ An Ninh, dám khi dễ mẫu thân ta, khóc cho ngươi nghe. Nghe được lời nói của khuê nữ, trong lòng Cơ An Ninh một trận ấm áp, lúc này nàng ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử trong lòng Tụng Chi, nghĩ thầm, mình có thể nghe được tiếng lòng của nữ nhi, nhi tử đồng bào kia hẳn là cũng có thể đi. Song Chi, đưa công tử cho ta chỉ là nam hài vào lòng, hồi lâu trong đầu cơ an ninh cũng không có vang lên thanh âm, xem ra cao tăng kia nói người trời ban cũng chỉ có một mình nữ nhi của mình đi. Một lát sau, nhàng mà mà mang theo hai nhũ nương đi tới, sau khi ông hai hài tử đi, một nha hoàng bưng tới một phần canh sâm. Tụng chi nhận lấy bát. Phu nhân, đây là hầm từ sớm, ngài uống một ít bổ khí huyết đi. Cơ an ninh thở dài, nước canh cây đắng chảy vào miệng, đôi mày thanh tú nhíu lại, Mùi vị giống hệt trong lòng lúc này nhàn ma ma lấy can đảm Cúi người nhỏ giọng nói bên tai cơ an ninh Phu nhân Nhìn bộ dáng vương gia vừa rồi là quyết tâm nạp thiếp. Vừa rồi lúc ta đi gọi nhũ nương đi ngang qua tiền sảnh Thấy được hồ mị tử kia Nhìn cũng chính là bộ dáng 16-17 tuổi 16-17 tuổi Triệu Nguyên Châu bây giờ tuổi như vậy thật đúng là xuống tay được Phu nhân Không phải lão nô lắm miệng vẫn là không nên vì chuyện này cùng vương gia trở mặt dù sao ở trong phủ này ngươi mới là đại phu nhân hiện tại lại có công tử tiểu thư nhi nữ song toàn nhan ma ma nói đến lúc này ngữ khí càng là cẩn thận từng ly từng tí lão nô không nói gì khác về sau vương phủ này còn không phải do đại công tử định đoạt sao cơ an ninh biết ý muốn nói là gì nhưng mình nhiều năm như vậy vì vương phủ vì triệu nguyên châu làm nhiều chuyện như vậy đổi lại là đối đãi như vậy làm sao có thể để cho nàng nuốt xuống được cơn tức này lúc này nàng không biết muốn nói cái gì thân thể vốn đã suy yếu hiện tại lại càng thêm mệt mỏi gật đầu xem như đáp lại lời nói của nhan ma ma nhan ma ma gọi mọi người ra ngoài đi ta hơi mệt muốn ngủ một lát nhan ma ma phất phất tay nha hoàng trong phòng nhao nhao rời khỏi phòng chỉ để lại song chi cùng mình hầu hạ ở một bên cơ an ninh vừa mới nằm xuống nhan ma ma liền thay nàng đắp chăn. Phu nhân yên tâm ngủ, ta cùng Tụng Chi ở ngoài sảnh chờ, có việc ngươi gọi chúng ta. Phòng khách. Lúc Triệu Nguyên Châu nhìn thấy Liễu Như Yên sắc mặt mới xem như dễ nhìn một chút. Vương gia, hôm nay đại phu vừa mới sinh xong, chuyện của chúng ta để ngày sau nhắc lại đi. Liễu Như Yên che mặt, một bộ dáng mềm mại, Triệu Nguyên Châu thấy vậy đau lòng, Như Yên, chớ nói nữa, vương phủ này chính là của bổn vương, còn không tới phiên một hạng nữ lưu như nàng nói chuyện ngươi đã có thai liền an tâm ở trong vương phủ ta ngược lại muốn xem ai có can đảm nói chuyện triệu nguyên châu kéo liễu như yên vào lòng như yên bản vương đã đáp ứng ngươi chắc chắn sẽ cưới phong phong quan quan ngươi về vương phủ vương phủ tổng quản cao yêu nhìn biểu tình của chủ tử không lưng nói Dạ, phòng của như yên cô nương đã an bài thỏa đáng ngay tại yên vũ cát sáng sớm hôm sau cơ an ninh vừa tỉnh lại hỏi chuyện tiền sảnh được cho biết người đã bị Triệu Nguyên Châu giữ lại, ảo tưởng còn sót lại trong lòng đối với hắn vào giờ khắc này cũng tan biến. Cơ an ninh cảm thấy vô lực sâu sắc. Trước kia yêu thương, đều là giả. Thấy vẻ mặt cơ an ninh ngẩn người, tụng chi biết chủ tử nghĩ gì, liền nghĩ biện pháp trêu chọc nàng. Phu nhân, hôm qua tiểu thư công tử ăn rất nhiều, đặc biệt là tiểu thư, nhũ nương đều nói là hài tử nàng từng thấy ăn vui vẻ nhất. Nghe xong chi nhắc tới đứa bé, cơ an ninh lúc này mới khôi phục chút thần thái, song chi, đi ông tiểu thư công tử đến xem. Mẫu thân, tiểu mùi của ta đâu? Đại ca, ngươi chậm một chút, đã nói tiểu mùi để cho ta ông trước, ngươi như thế nào lại đoạt trước? Chương 3 Ba cái, chết không yên lành, ca ca. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hai người các ngươi đều chỉ để ý tiểu mùi, mặc kệ tiểu đệ sao ngoài cửa truyền đến ba đạo thanh âm ngữ khí bất đồng, có trầm ổn, có bướng bỉnh, cuối cùng đạo thanh âm kia tuy rằng nghe nhất non nớt nhưng là bình tĩnh nhất. Song Chi vừa muốn ra ngoài ông đứa nhỏ, mở cửa nghênh đón, vẻ mặt vui sướng. Phu nhân, là ba vị công tử đã trở lại. Song Chi tỷ tỷ, mau đi ông tiểu muội ta lại đây, ta đang chờ ông nàng đấy. Lão nhị triệu hoàng cẩm hiếp mắt, lúc nói chuyện trên mặt thịt mỡ đu an đu an đấy, cũng không phải nói hắn con mắt nhỏ, chủ yếu là bị trên mặt thịt cho chen chút, 10 tuổi hắn vẽ mặt lão khí hoành thu, một thân màu vàng kim gấm trường bào lộ ra quý khí mười phần. Nhi tử bái kiến mẫu thân Đại ca, đến chỗ mẫu thân sao còn dùng chiêu văn nhân của ngươi, có phiền hay không? Triệu Hoàng Cẩm tìm một cái ghế ngồi xuống, có chút thở hổn hển, cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho mình chén nước. Người bị nói là lão đại Triệu Hoàng Lễ, người cũng như tên, khí chất thư sinh mười phần lại phối hợp với gian kế thừa hoàng mỹ của cơ an ninh mười hai tuổi đã được khen là đệ nhất mỹ nam tử kinh thành triệu hoàng lễ nghe xong cũng không giận lấy một chuỗi phật châu từ cổ tay xuống mỉm cười nhị đệ ta bảo đệ đọc nhiều sách khổng mạnh một chút coi như là gặp mẫu thân lễ nghi chúng ta nên nói vẫn phải nói tam đệ ngươi nhìn đại ca xem nho nhã một mùi sách thối ta cảm thấy đại ca nói không sai ngược lại nhị ca ngươi, mùi tiền trên người càng ngày càng nồng. Lão Tam Triệu Hoàng Phong, một thân hắc y, dung mạo cùng Triệu Hoàng Lễ có bảy tám phần tương tự, trong ánh mắt lộ vẻ phong mang, bên hông phối hợp một thanh đoạn kiếm, cả người giống như một thanh lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Muốn nói Triệu Nguyên Châu người này đặt tên cho hài tử là có một bộ, tên cùng tính cách của mỗi hài tử ngược lại là chuẩn xác vô cùng. Hắc, hai người các ngươi hôm nay là liên hợp lại đúng không, mẫu thân, người xem bọn họ, từ nhỏ đã biết khi dễ ta. Cơ an ninh vốn là tâm tình xấu, lúc này bị ba đứa con trai náo loạn ngược lại vui vẻ lên. Bà sờ sờ khuôn mặt con trai thứ hai. Cẩm nhi nhà ta gần đây gầy đi. Vẫn là mẫu thân thương ta. Ngoài cửa, tụng chi đã ôm hai hài tử mới sinh đi vào, triệu tư tư đã sớm tỉnh, chỉ chờ được ông đi dạo khắp nơi, ở trong tả lót thật sự là nhàm chán. Triệu Hoàng Cẩm nhìn thấy đứa bé trong lòng tụng chi, hưng phấn nhất chân chạy tới, à, đây là em gái tôi. Nhị công tử, vị này là tiểu công tử, tiểu tiểu thư đang ở chỗ nhan ma ma. Song chi cười nhìn nhan ma ma phía sau. Tiểu mập mạp lại hấp tấp chạy tới. À, sao em gái lại giống tiểu đệ như đúc, giống một ông già, thật khó coi. Bất quá ngoài miệng nói ghét bỏ, tiểu mập mạp vẫn cẩn thận từng ly từng tí ông lấy triệu tư tư từ trong lòng nhang ma ma nào ngờ vừa mới chuẩn bị đùa một chút trong đầu ầm ầm vang lên tiếng mắng ngươi cái tiểu mập mạp nói ai xấu bổn tiểu thư chính là thiên tiên hạ phàm ngươi mới xấu cả nhà ngươi đều xấu không đúng anh ấy là anh trai tôi cả nhà anh ấy không phải cũng bao gồm cả tôi sao triệu hoàng cẩm từ năm tuổi đã bắt đầu giấu ở thịt mỡ bên trong ánh mắt giờ phút này toàn bộ đều lộ ra tràn đầy đều là khiếp sợ vừa rồi hắn nghe được cái gì là tiểu mùi đang nói chuyện Wow, mình quả thật là người được thần tài gia chọn trúng có thể nghe được tiếng lòng của tiểu mùi a à. quên đi nhị ca vẫn là rất thảm khổ tâm kinh doanh sinh ý cũng bị nữ nhân xấu xa kia toàn bộ cướp đi cuối cùng bị nữ nhân xấu xa ném vào chuồng heo ăn thịt heo cuối cùng chết thời điểm này một thân thịt mỡ còn bị điểm thiên đăng, thật sự là quá thảm khuôn mặt vốn đỏ bừng của triệu hoàng cảm thoáng cái đã trắng bệt, mình còn có thể bị đốt đèn trời, đây chính là cách chết ác độc đến cực điểm. Rốt cuộc là ai xấu xa như vậy? Lão đại thấy đệ đệ ông mụi mùi, mùi sững sờ, liền đi tới bên cạnh. Nhị đệ, ngươi làm sao vậy? Ông tiểu mùi còn không muốn buông tay. Ông đại ca một chút. Triệu hoàng lễ tiếp nhận tiểu mùi từ trong tay lão nhị, vương ngón tay trêu đùa tiểu mũi mắt này cùng mẫu thân giống nhau như đúc về sau lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân quả nhiên giống như trong sách miêu tả đệ nhất mỹ nam tử kinh thành quả thực so với phan an còn đẹp trai gấp mấy lần cái gì hàn quốc âu ba nam tử lai đều là cặn bã có được hay không thanh âm trong đầu vang lên làm cho bàn tay cầm phật châu của triệu hoàng lễ khựng lại thuần thế trượt xuống đất đại ca Triệu Hoàng Lễ nghe được thanh âm nhị đệ bên cạnh, trả lời hắn một ánh mắt, từ trong ánh mắt đối phương hắn đoán được vừa rồi vì sao lại sững sờ tại chỗ, bọn họ đều có thể nghe được tiếng lòng của tiểu mùi. Triệu Hoàng Cẩm không khéo lập tức ngậm miệng lại, ngược lại ông lấy tiểu đệ, chỉ là ánh mắt kia lại rơi thẳng vào trên người tiểu mùi trong lòng lão đại. Mẫu thân, tiểu mùi đã đặt tên chưa? Còn chưa lấy, phụ vương ngươi. Cơ an ninh nghĩ đến Triệu Nguyên Châu tức giận hôm qua, sắc mặt lập tức trở nên khó coi tụng chi thấy chủ tử không vui trong lòng tức giận mở miệng liền nói khởi bẩm đại công tử hôm qua vương gia bởi vì bên ngoài hồ ly tử song chi im miệng ba đứa nhỏ vốn không được triệu nguyên châu thích nếu lúc này đi tìm triệu nguyên châu vạn nhất bị trách phạt thì làm sao bây giờ ba người nghe được hồ mị tử ba chữ dù là vẻ mặt ôn hòa triệu hoàng lễ sắc mặt cũng khó coi lên mẫu thân phụ vương thật sự lại tìm nữ nhân cũng không phải ngày hôm qua đều mang về rồi song chi đi ra ngoài quỳ bảo cậu im miệng sao cậu còn nói triệu hoàng phong đứng dậy rút đoạn kiếm trong tay đi ra cửa ta đi chém hồ mị tử ta muốn hỏi phụ vương có ý gì đại ca mau gọi tam ca lại hắn đi lần này sẽ gặp nữ nhân xấu xa kia tra phụ sẽ đem tam ca đuổi ra khỏi nhà tam ca đến chết cũng không thể vào nhà nữa cuối cùng khi bị phát hiện ở bên ngoài tay chân đã bị người chặt đứt chết không toàn thây triệu hoàng lễ cả kinh vội gọi đệ đệ lại tam đệ đứng lại mẫu thân vừa sinh xong đệ đệ mùi mùi vốn là việc vui ngươi đừng gây ra tai nạn chết người tổn hại phúc khí của đệ đệ mùi mùi chật chật nếu không còn phải là ta đại ca văn nhân nói chuyện chính là có sức thuyết phục một bộ một bộ đáng tiếc a à. Chương 4 Đại đội huynh đệ tâm, quả nhiên đều chết không yên lành. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đáng tiếc đại ca ta tự cho mình là bất phàm, thích viết thơ sáng từ, chính là những thi từ này cuối cùng thành lợi khí trong tay nữ nhân xấu xa, báo lên hoàng đế nói đại ca mưu phản, cuối cùng trực tiếp bị ngũ mã phanh thay, chết phải gọi là thảm. Trong lòng triệu hoàng lễ căng thẳng, ngũ mã phanh thay là một chữ kích thích hắn thật sâu. Đại ca, việc này cứ như vậy quên đi sao? triệu hoàng phong trở tay cắm đoạn kiếm vào vỏ kiếm, ngữ khí tức giận. triệu hoàng lễ lấy lại tinh thần, nhìn về phía triệu tư tư trong lòng, đấy mắt hiện lên vẻ hung ác, muốn hại hắn, hại đệ đệ hắn, vậy mình liền cùng nữ nhân xấu xa này vặn cổ tay một cái. tam đệ, ngươi còn chưa ôm qua tiểu muội đâu, lại đây thân cận tiểu muội một chút. đúng vậy, tam đệ, mau ôm tiểu muội một cái. Triệu Hoàng cẩm ở bên cạnh cũng thúc giục đệ đệ. Triệu Hoàng Phong đem đoạn kiếm giao cho nha hoàng hầu hạ ở một bên, trên mặt khóc khóc cuối cùng lộ ra một chút nhu tình. Tiểu Mùi vừa rồi cũng không cười với ta. Tiểu Mập Mạp thấy Tiểu Mùi cư nhiên nở nụ cười, trong lòng dâng lên một trận ghen tuông. Ai bảo nhị ca vừa rồi nói Tiểu Mùi xấu, ta đã cảm thấy Tiểu Mùi thật là đáng yêu. Ta hiện tại cứu Tam Ca, nội dung vở kịch có phải liền thay đổi hay không? về sau bên ta lại tăng thêm một đại chiến lực A, liền tam ca hiện tại tuổi tác như vậy đã có công phu như thế, ngày sau trưởng thành nhất định là thiên hạ vô song. Trong đầu triệu hoàng phong vang lên một khắc kia, toàn thân dân lên một cổ khí tức sắc bén túc sát, dương mắt cảnh giác bốn phía. Trong đầu hắn hiện lên một từ, truyền âm ngàn dặm. Tông sư Ít nhất là cường giả cấp bậc tông sư, nếu đối phương ra tay, trong vương phủ này không ai có thể địch chỉ là nghe thanh âm, sao lại nghe giọng trẻ con? a à nha, tam ca, anh có thể kiềm chế một chút, em tuổi còn nhỏ, khí thế này của anh làm cho trái tim em đập thình thịch. triệu hoàng phong lại nghe thấy, mới cúi đầu nhìn tiểu muội trong lòng, chẳng lẽ vừa rồi thiên lý truyền âm là tiểu muội nhà mình? bất quá tiểu tử kia có lẽ là nói nhiều, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. ba huynh đệ mượn miệng này rời khỏi phòng. đại ca, tam đệ, các ngươi đều nghe thấy rồi chứ? đuổi ra khỏi sân tiểu mập mạp đã khẩn cấp hỏi tới hai người tùm việc này có chút kỳ quặc ta cũng không hiểu vì sao ta phải trở về tìm điển tịch xem có ghi chép gì không đại ca nhị ca các ngươi cũng nghe được tiểu mùi truyền âm triệu hoàng phong cho rằng liền hắn là tập võ cho nên chỉ có thể hắn nghe được không nghĩ tới chính mình hai ca ca cũng nghe được tiểu mập mạp trắng bệt. chúng ta cũng là anh ruột được không các ngươi đều nói một chút tiểu muội cùng các ngươi nói cái gì tiểu mập mạp sốt ruột phải biết rằng tiểu muội chính là lúc ba tuổi sẽ bị hại chính mình cũng sẽ bị đốt thiên đăng triệu hoàng phong vuốt cầm đi tới đi lui tiểu muội không nói gì khác chỉ nói nội dung vở kịch thay đổi ta sẽ trở thành người thiên hạ vô song tam đệ ngươi cần phải cảm tạ tiểu muội nếu không là tiểu muội để cho ta ngăn cản ngươi một chút ngươi vừa rồi liền đi tìm phụ vương lý luận đến lúc đó giữa ngươi cùng phụ vương tất xuất ngăn cách, ngươi cũng biết phụ vương ngày thường cũng không thích ngươi ta ba người, đến lúc đó nữ nhân kia lại dùng một ít thủ đoạn, ngươi liền bị đuổi ra khỏi nhà. Triệu Hoàng lễ lại lấy Phật Châu trên cổ tay xuống trêu đùa, chỉ là Trong lời tiểu muội kết cục của ta và tam đệ thật không tốt. Các ngươi có phải cũng chết rất thảm hay không? Tiểu mập mập lại gần, nhìn về phía lão đại. Triệu Hoàng Phong nghe được lời của tiểu mập mạp, ánh mắt cũng hướng về phía đại ca mình. Thấy đối phương trầm mặt không nói, đáp án cũng đã rõ ràng. A à nha, ta đã nói sao chỉ có ta và tiểu mùi chết, hai người các ngươi quả nhiên cũng chết. Triệu Hoàng cẩm vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Nhị đệ, ngươi lời này ta như thế nào nghe là lạ, như thế nào ta cùng tam đệ liền muốn cùng ngươi đi tìm chết. Đại ca, lời này nói được, huynh đệ chúng ta là liên tâm có được hay không, ta nhưng là bị đốt thiên đăng đấy triệu hoàng cẩm nghĩ đến mình bị treo ở đó đốt đèn khuôn mặt tràn đầy hồng nhuận trong nháy mắt liền trắng bệch nhị ca cách chết này rất thích hợp với huynh một thân mở có thể đốt thật lâu tam đệ ngươi đại ca ngươi xem tam đệ nói lời này tốt lắm chúng ta nên thương lượng một chút làm sao đối phó với nữ nhân xấu xa trong miệng tiểu muội kia mới là chuyện quan trọng thời gian lặng lẽ trôi qua một tháng cơ an ninh cũng ra tháng một tháng này tới nay Triệu Nguyên Châu một lần cũng không tới thăm nàng, nàng xem như hoàn toàn thấy rõ trượng phu tương cứu trong lúc hoạn nạn mười mấy năm của mình. Đại phu nhân, tiểu công tử gần đây béo lên rất nhiều, tiểu tiểu thư cũng vậy, ngài có muốn ông một cái không? Nhan ma ma nhìn cơ lan đứng ngẩn người trước cửa, sợ nàng miên man suy nghĩ. Trong một tháng này, cơ an ninh bởi vì sinh nở mà mắc bệnh, nghe Thái Y nói sợ là không thể sinh con nữa, bất quá điều này đối với nàng mà nói đã không sao cả, dù sao đã có bốn trai một gái nàng đã thỏa mãn chính là bởi vì không thoải mái cả tháng đều uống thuốc cùng hai đứa nhỏ cũng chỉ thân cận qua vài lần bất quá kỳ quái chính là ngày đó ba đứa con trai cũng không có lại không có tới cũng may tiểu nữ nhi tại chính mình không vui thời điểm nói chút chuyện cười chọc cho mình vui vẻ tuy nói rất nhiều từ nàng cũng chưa từng nghe qua tỉ như ô tô máy bay tivi cơ an ninh trở về phòng ngồi xuống Vừa lúc hôm qua ta không thấy Tư Hoàng Lệ, để nhũ nương ông qua đi. Chỉ chốc lát sau, hai nhũ nương trong lòng ông hài tử được bọc kín thật chặt đi tới, phía sau còn đi theo hai gã quần áo giống nhau. Mặc dù không được triệu nguyên châu vui vẻ, nhưng cơ lang dù sao cũng là đại phu nhân, thân phận hài tử cũng là tôn quý, khẩu phần ăn phải bảo đảm đầy đủ. Tham kiến phu nhân. Đoàn người làm lễ vạn phúc. Đứng lên đi, ông công tử tiểu thư cẩn thận một chút sau này chút lễ nghi này không cần nói nữa tạ phu nhân cơ an ninh tiếp nhận tiểu nhi tử trong khoảng thời gian này luôn nghe nữ nhi kể chuyện cười cho mình ngược lại lạnh nhạt tiểu tử này phu nhân người xem tiểu công tử và người càng ngày càng giống nhau sau này nhất định là mỹ nam tử vang vọng kinh thành cơ an ninh chống lại đôi mắt đen lấy của con trai con ta quả thật rất đẹp còn tuấn tú hơn hoàng lễ hồi nhỏ thời gian một tháng bọn nhỏ quả thật thay đổi bộ dáng, lúc mới sinh ra đích xác giống như tiểu lão đầu. Trong hậu hoa viên vương phủ, ba nữ tử quần áo hoa quý tụ cùng một chỗ. "Phu nhân hôm nay ra tháng, ngày mai chúng ta nên đi thỉnh an." "Quả thật, nghe nói phu nhân lần này là cửu tử nhất sinh, bà đỡ kia là một loại xấu, bất quá là một khối xương cứng, đến chết cũng không nói ra là ai. May mắn phu nhân lần này không có chuyện gì." bất quá vương gia lần này mang về một hồ mị tử. Lời còn chưa dứt, một đạo ngạo kiều hừ lạnh thanh âm truyền đến. Chương 5 Lần thứ nhất thỉnh an Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hừ Ba thị thiếp các ngươi lá gan không nhỏ, lại dám ở sau lưng kêu phu nhân quyến rũ. Ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy một nha hoàng đang một tay chống nạnh, chỉ vào các nàng, trợn mắt nhìn. Thật đúng là không biết xấu hổ, còn chưa thành hôn với vương gia, đã dám tự cho mình là phu nhân, hồ mị tử chính là hồ mị tử, đồ chơi không biết xấu hổ. Trong đó một gã thân mặt trường sam xa màu xanh nhạt, nhìn nữ nhân lớn tuổi nhất mắt lạnh nhìn người tới, nàng tên gọi vương tình, là thị thiếp đức thái phi tìm cho nhi tử. Nếu cơ an ninh đang nói lời này ta còn có thể kiên kỵ một chút, người bất quá chỉ là một thị thiếp. Ai cho ngươi lá gan, đến quý phủ như vậy cũng chưa từng sinh hạ một trai một gái cho vương gia, ta nếu là ngươi, không bằng sớm đâm chết tường đi. Tiểu thư, ngài đừng tức giận, ngài hiện tại đang mang thai, không giống một số người, chỉ là gà không đẻ được trứng thôi. Tri thư ở một bên cẩn thận hầu hạ. Người tới chính là Liễu Như Yên, hôm nay nàng cũng mặc trường sam gấm vóc màu tím giống như lúc mới vào vương phủ, so với ba nữ tử trước mặt mặt trên người đều quý khí hơn rất nhiều. Ngươi. Vương thị nghe vậy, đứng dậy cả giận nói liễu như yên mặt phấn má đào, có lẽ là có mang thai, vốn là diễm lệ trên mặt nhiều ra vài phần ý nhị, lúc này nàng cũng không giận, thở ơ hướng ba người đi đến. Ngươi cũng đừng giận, ta chỉ nói thật thôi, mơ này nhìn không tệ, những thứ này hôm nay thường xuyên ăn không vô cơm, mơ này nhìn cũng không tệ. Trong lúc nói chuyện, liễu như yên muốn đưa tay lấy, nào biết vương thì xuống tay trước một bước, trực tiếp bưng mơ lên hát vào trong viện. Cho chó ăn cũng sẽ không cho hồ ly mị tử ngươi ăn ha ha ha, tri thư, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người mắng mình là chó. Liễu như yên nhìn quả mơ còn chưa ăn xong trong tay vương thị, tay cầm khăn gấm che miệng nở nụ cười duyên. Ngươi! Tỷ tỷ chớ tức giận, ngày mai đi thỉnh an đại phu nhân, để nàng định đoạt. Hậu viện quý phủ này do đại phu nhân làm chủ. Ngay cả thị thiếp từ thị ngày xưa tính tình ôn hòa giờ phút này bởi vì liễu như yên không coi ai ra gì mà có chút tức giận. Nghe vậy, Vương thị hừ lạnh một tiếng, ba người nhau nhau mang theo nha hoàng trở về viện. Liễu Như Yên thấy ba người bóng lưng, khóe miệng dương lên, ngược lại nha hoàng tri thư bên cạnh lúc này hỏi. Tiểu thư, vừa rồi các nàng nói rõ ngày đi vị kia thỉnh an, chúng ta có đi hay không? Một trận gió lạnh thổi qua, Liễu Như Yên quấn lấy áo choàng trên người, đi. Vào đêm. Trong thư phòng, Triệu Nguyên Châu nhìn văn điệp trong tay, nhíu mày cao yêu hầu hạ ở một bên đúng lúc trót thêm một chén trà nóng da ja, nghe hậu viện nói đại phu nhân hôm nay ra tháng rồi triệu nguyên châu buông văn điệp trong tay xuống nhanh như vậy không nhanh cách lần trước gia đi đại phu đã một tháng rồi cao yêu lại đưa lên một chiếc khăn ấm triệu nguyên châu tiếp nhận khăn lông lau tay một chút hắn có chút giật mình trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều là ở tại liễu như yên kia không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy lúc này cao yêu lại mở miệng. Nghe Thái Y nói, lần sinh này đại phu bị thương, sợ là sau này không thể có con nối giỏi nữa. Trước kia, Triệu Nguyên Châu và cơ an ninh tương kính như tân, cao yêu cả ngày đi theo, quan hệ với song chi xem như không tệ. Lần trước sau khi hai người cãi nhau xong, cao yêu và song chi hai người lén gặp mặt vài lần, tuy rằng trong lòng song chi tức giận, nhưng thường xuyên thấy chủ tử ngẩn người, liền muốn làm một số chuyện gì đó giúp chủ tử những chuyện này đều là tụng chi nói cho cao yếu muốn cho hắn ở bên tai vương gia nói vài câu để cho vương gia đến xem quan tâm chủ tử một chút vương gia ngài xem đêm nay có muốn đi chỗ đại phu nhân không cao yêu xem vẻ mặt chủ tử có chút kinh ngạc nhỏ giọng hỏi đi chỗ nàng làm gì lần trước nàng làm ta mất mặt trước mặt nô tài như vậy triệu nguyên châu nghĩ đến chuyện ngày đó trong lòng liền tức giận ngày đó nếu cơ lan không nói những thứ kia vậy hắn ở ngoài sáng còn đối với vị đại phu nhân này vẫn sẽ yêu thương có thừa mình là vương gia muốn hắn nhận sai không thể nào vương gia đừng nói nữa tối nay vẫn là đi như yên cao kiến thấy chủ tử ngữ khí cường ngạnh thức thời ngậm miệng lại trong lòng hắn cũng không rõ vì sao gia nhà mình đối với liễu như yên kia để ý như vậy tuy nói bộ dáng tuấn tú nhưng so với đại phu nhân vẫn kém hơn một chút sáng sớm hôm sau. Sau khi cơ an Ninh tỉnh lại, còn có chút hoảng hốt. Nằm ở trên giường, nhàn ma ma đút chút cháo, "Phu nhân, mấy vị hậu viện kia đã chờ." Lần này xong chi chọn mấy bộ quần áo đưa tới. "Phu nhân, nô tỳ cố ý chọn cho người mấy bộ sim y diễm lệ." Nhàn ma ma nhìn chủ tử trên mặt còn mang theo chút bệnh tật, gật đầu theo. "Phu nhân chúng ta hiện tại vốn là tuổi tốt, nên mặc chút sim y diễm lệ" chờ ta tìm phòng theo làm cho phu nhân mấy bộ đẹp mắt một chút. Cơ an ninh cũng cười gật đầu, ngày xưa nàng tiết kiệm, có mấy bộ sim y là đủ rồi, hiện tại nghe nhang ma ma nói như thế ngược lại nhìn sim y trước mặt không vừa mắt. Bộ màu tím này đi, lễ mừng năm mới năm ngoái mới làm, mặt cũng không có mấy lần, để các nàng chờ cũng không tốt. Phu nhân cũng không cần gấp gáp, ngài là đại phu nhân, để bọn họ chờ bao lâu cũng là việc nên làm nhan ma ma cẩn thận hầu hạ cơ an ninh thay quần áo. Mặc xong xiêm y, tụng chi lại ôm hai đứa nhỏ tới, cơ an ninh ôm triệu tư tư qua, trong đầu lập tức vang lên thanh âm quen thuộc của nữ nhi. Mẫu thân hôm nay đẹp quá, chói lọi, mau đón ta một đợt cầu vòng rắm. Cái rắm cầu vòng. Lại là nghe không hiểu từ, bất quá nghe còn rất thú vị. Phu nhân, đều chuẩn bị xong rồi. Cơ an ninh soi gương đồng, hài lòng gật đầu chúng ta đi thôi. Đến hậu viện phòng khách. Mùi mùi thỉnh an tỉ tỉ. Đợi ngồi xuống, cơ an ninh mới khẽ giơ tay, các mùi mùi không cần khách khí, ngồi đi. Tạ tỉ tỉ. Ngay khi cơ an ninh còn muốn nói chuyện, liễu như yên cũng mặc váy tím xuất hiện. Như yên tới chậm, mong tỉ tỉ đừng trách cứ. Phu nhân, nàng chính là nữ tử vương gia đêm đó mang về. Song chi nhỏ giọng nói bên tai cơ an ninh nữ nhân hư hỏng. Nữ nhân hư hỏng. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, khoảnh khắc liễu như yên xuất hiện, triệu tư tư liền hô to trong lòng, cả người cũng nôn nóng. Cơ an ninh vội vàng trấn an triệu tư tư, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Nữ nhân xấu xa hại chết mình trong miệng nữ nhi chính là nàng. Cơ an ninh thản nhiên nói. Sao ta không nhớ mình có mùi mùi tên như yên, chớ nhận họ hàng lung tung. Liễu như yên cũng không giận, tìm một cái ghế liền muốn ngồi xuống. Chỉ là còn chưa ngồi xuống, một đạo tiếng quát truyền đến. Một chút quy củ cũng không có, phu nhân cho ngươi ngồi sao. Chương 6 Hướng về cặn bã cha trong canh phóng nước ớt nóng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngươi là cái thái gì, cũng dám trống tiểu thư nhà ta. Đều là nha hoàng, tri thư cũng bảo vệ chủ tử. Cơ an ninh khẽ giơ tay, tụng chi, không được vô lễ, dù sao cũng là vương gia mang về đánh chó xem chủ nhân mặt mũi vương gia chúng ta vẫn phải cho mẫu thân rốt cục bắt đầu cường thế tư tư cảm động đến muốn chảy nước mắt chị gái trách cứ rất tốt liễu như yên nói xong trở tay chính là cho tri thư một cái tác lại muốn nhìn tụng chi chủ nhân nói chuyện chó kêu cái gì ngươi tụng chi lúc này liền tức giận tại quý phủ này coi như là trước mặt này ba vị phu nhân khác nhìn thấy nàng thời điểm đều sẽ lấy khuôn mặt tươi cười đón chào này mới tới hồ ly tử cương nhiên trực tiếp mắng nàng là chó cơ an ninh hiểu liễu như yên này vì sao có thể làm nữ nhân xấu xa chỉ cần cái miệng lanh lợi này sợ là có thể lừa được triệu nguyên châu chỉ là liễu như yên lúc này lời nói vừa nói nàng ngược lại là nhớ tới khuê nữ mấy ngày trước cho nàng nói một chuyện cười cô bưng chén trà trong tay lên uống một ngụm như yên mùi mùi không biết chó mắng ai, chó đương nhiên là mắng. Liệu như yên nói được một nửa mới ý thức được rơi vào bẫy của cơ an ninh, tỷ tỷ đây là đào hầm cho mùi mùi nhảy a. À. nữ nhân xấu xa này phản ứng nhanh như vậy, lại không bị mẫu thân lừa, lúc trước thông minh như ta đều bị lừa, cha phụ ngu xuẩn kia sao lại là đối thủ của nàng, khẳng định bị lừa xoay quanh. Cơ an ninh cúi đầu nhìn con gái, quả nhiên là mẹ con liền tâm, hai người cùng đi bất quá dùng từ ngu xuẩn để hình dung triệu nguyên châu. Hắn tuyệt không ngốc cũng không ngốc. Mùi mùi không phải không nhảy vào sao, ai, thật sự là đáng tiếc. Cơ an ninh vẻ mặt tiếc hận, mùi mùi này mang thai, về sau sẽ không dùng để thỉnh an nữa, vạn nhất xảy ra chuyện gì, vương gia đến lúc đó trách tội. Ta cũng phải tốn một ít miệng lưỡi, ai bảo hậu viện này là ta quản chứ. Cơ an ninh nói như vậy một là nhìn thấy liễu như yên trong lòng ngột ngạt, hay là muốn kinh sợ nàng một chút, mình mới là đại phu nhân, hậu viện này là nàng định đoạt. Ngay cả khi đứa trẻ trong bụng bạn có vấn đề. Đương nhiên, cơ an Ninh Thiện lương nhất định sẽ không đi hại chết một hài tử còn chưa ra đời. Liễu Như Yên không giận, cúi đầu cúi người thỉnh an, sau đó được Tri thư đỡ dậy. Nếu tỷ tỷ nói như vậy, vậy mùi mùi cũng sẽ không trì hoãn thời gian, vương gia đêm qua dặn dò đêm nay muốn ăn canh ta làm đôi mắt quyến rũ của liễu như yên lúc này xấu hổ khép lại, đôi môi nở nụ cười. nữ nhân hư hỏng ở đây giả bộ cái gì? ngươi làm sao biết hầm canh? đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi đều là từ bên ngoài mua, chỉ cần buổi tối cửa hậu viện chặn lại một chút là có thể bắt được đưa canh nô tài. nếu hướng trong canh cho cha cha thả chút ớt gì đó, hắc hắc, ớt. quý phụ ai không biết triệu nguyên châu một chút cây cũng ăn không được, nếu bỏ vào canh một ít ớt vậy tối nay quý phủ chẳng phải là náo nhiệt sao? Cơ an ninh vốn có chút tức giận nghe vậy, mặt mày hơi nhíu lại cũng giãn ra. Mùi mùi săn sóc vương gia như thế, tỷ tỷ nhìn cũng vui vẻ, chúng ta làm thê thiếp vốn nên như thế, tình nhi, ba người các ngươi cũng phải học nhiều như yên mùi mùi mới được. Phía dưới ngồi vương thị ba người mặc lộ vẻ nghi hoặc, chỉ là lúc này liễu như yên vẫn còn, không tiện hỏi nguyên nhân, chỉ có thể gật đầu nói tốt. Lời nói của cơ an ninh cũng làm cho liễu như yên quả thực có chút không rõ. Trước kia nghe nói cơ an ninh này dễ nói chuyện, cũng không nghĩ tới tính tình tốt như thế. Chính mình cũng kích thích nàng như thế, nàng cư nhiên còn giúp mình nói chuyện. Vậy mùi mùi lui ra trước. Mùi mùi cẩn thận một chút, sau này không cần đến thỉnh an nữa. Cơ an ninh phất phất tay, lại cường điều chuyện thỉnh an một lần, nàng thật sự không muốn nhìn thấy liễu như yên, khuê nữ thấy nàng cũng tức giận liễu như yên rời đi, không khí trong sảnh trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Vương thì mở miệng trước. Tỷ tỷ vì sao phải đối với hồ ly tử kia tính tình tốt như thế, nhớ ngày ngươi sinh nạn đến nhà làm hại tỷ tỷ cùng vương gia nháo ra hiểu lầm. Hiểu lầm. Vậy thì không có, ta còn phải cảm ơn nạn, nếu không là nạn, ta còn không thấy rõ bộ mặt của vương gia. Cơ an ninh trêu triệu tư tư, chuyện ngày đó, mùi mùi cũng không cần nhắc lại, trong phủ có ta, nàng không nổi sóng gió gì. Cơ Lan đã nói như vậy, ba người cũng không tiện nói gì nữa, nhào nhào từ trong lòng lấy ra lễ vật đã chuẩn bị tốt đặt vào trong lòng triệu tư tư cùng triệu hoàng lệ. Tỷ tỷ, có thể để mùi mùi ông tư tư một chút được không? Vương tình lần đầu tiên nhìn thấy triệu tư tư liền không rời mắt, đến quý phủ nhiều năm như vậy, không có con của mình, cũng là nỗi đau trong lòng nàng. Đương nhiên có thể cơ an Ninh cẩn thận từng ly từng tí giao triệu tư tư cho Vương Tình. Qua qua mềm mại vào lòng, Vương Tình tâm đều hóa. Tư tư nhà chúng ta thật đẹp mắt, ánh mắt này cùng tỷ tỷ giống nhau như đúc, tư tư a, à, ta là nhị nương của ngươi. Thì ra đây chính là nhị nương ta, quả nhiên mặt mũi hiền lành, nhìn giống như người tốt, nàng xem như là một trong số ít người đối tốt với mẫu thân trong quý phủ, chỉ tiếc bị người bên cạnh bỏ thuốc, vẫn chưa mang thai hại tử nàng còn tưởng rằng là nguyên nhân của mình, cuối cùng thật vất vả mang thai, cuối cùng lại sinh hạ đứa bé chết điên rồi. Ngao ngao ngao. Hôm nay nói nhiều quá có chút đói bụng, mẫu thân, con đói bụng. Trong lòng vương tình kinh hải, cho tới nay nàng cho rằng không mang thai được hài tử là vấn đề của mình, không nghĩ tới lại có người bỏ thuốc, đến tột cùng là ai ác độc như vậy, không cho mình trở thành mẹ ngươi. Tình nhiên ngươi làm sao vậy? Vì sao sắc mặt khó coi như thế? Cơ an Ninh thấy sắc mặt Vương Tình đột nhiên đại biến, đứng ở đó run rẩy cả người, nàng nháy mắt với Song Chi, người sau tiến lên ông triệu tư tư tự trong lòng Vương Tình đi, cũng phân phó. Tiểu tiểu thư đói bụng, ngươi dẫn nàng đến chỗ vú nuôi. Vương Tình còn chưa hoàn hồn, đoạn vừa rồi trong đầu vang lên quá mức kinh người, tỷ tỷ, Tình Nhi đột nhiên có chút khó chịu, muốn về phòng nghỉ ngơi trước. Không thoải mái. Vậy mau về phòng nghỉ ngơi đi cơ an ninh nhìn về phía nha hoàng bên cạnh nói xuân lan mau đỡ chủ tử ngươi về phòng đi vâng phu nhân đang yên đang lành đây là làm sao vậy cơ an ninh nhìn vương tình thần hồn chưa định thì thầm một câu lúc này ngoài cửa chạy tới một gã sai vặt khởi bẩm phu nhân tướng phủ cơ vũ vi tiểu thư tới mùi mùi của ta tới rồi nghe được mùi mùi đến phủ cơ an ninh quên mất chuyện vương tình vừa rồi trong lòng vui sướng từ khi mình gả vào vương phủ cùng mùi mùi mình một năm cũng chỉ gặp nhau hai ba lần lần này đã hơn nửa năm không gặp trong lòng thật là tưởng niệm hai người từ thị còn lại thấy thế cũng rất thức thời cáo lui về phòng mình bên kia liễu như yên tản bộ ở hậu hoa viên nhà hoàng tri thư bên cạnh đỡ nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới ngoài miệng nói phu nhân ngày hôm nay vốn không dùng để thỉnh an vương gia đã nói ngài ở quý phủ không cần chú ý những thứ kia. Ngài xem nha hoàng kia, cư nhiên cũng dám quát lớn với người, ngày sau có thể bị ta bắt được cơ hội, chắc chắn muốn cô gái kia đẹp mắt. Trong mắt tri thư, chủ tử của mình mới là người được quý phủ sủng ái nhất, sức mạnh nói chuyện phải nói là mười phần. Liễu như yên nghe vậy nhàn nhạt quét mắt nhìn tri thư, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau này khí lượng của ngươi cũng lớn một chút, bất quá là một nha hoàng mà thôi, hơn nữa, già nói không cần cũng không cần sao. Đừng thấy gia ngày đó cùng cơ an ninh náo loạn, nhưng vẫn không dám hoàn toàn trở mặt, dù sao phía sau nữ nhân kia chính là có tả tướng cùng đại tướng quân. Chính mình đi cũng có ý nghĩ của chính nàng, không gặp đối thủ trong phủ một chút, trong lòng cũng không yên tâm, cho dù mình có biện pháp giữ triệu nguyên châu bên người, nhưng bây giờ còn không phải là thời cơ trêu chọc cơ lan. Vậy thì sao, phía sau chúng ta có? Lời còn chưa dứt, Liệu như yên hung hăng tróc thịt nàng một cái. Câm miệng. Chương 7 Cái tên này quen thuộc lại trí mạng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nếu không phải tri thư là vị kia an bại cho mình, nàng thật sự không muốn nha hoàng này. Tên ngu xuẩn này, bây giờ còn ở trong viện, nếu là bị người khác nghe được, vậy chính mình lần này hy sinh còn có khổ tâm kinh doanh mới đổi lấy địa vị sẽ hóa thành bọc nước nếu là về sau lại nghe được ngươi ở bên ngoài không biết giữ mồm giữ miệng, ngươi cũng không cần lại hầu hạ ta, ta sẽ cùng vị kia nói. Bản thân địa vị cao đều ẩn nhẫn, không nghĩ tới nha hoàng bên cạnh lại quên bổn phận làm nô tài. Chủ tử có mệnh, tri thư giơ tay tác mình mấy cái, trong lòng ủy khuất, mình nói vốn không sai. Chính viện cơ an ninh gian phòng, cơ làng đang cùng một gã 18-19 tuổi dáng dấp nữ hài tử trò chuyện. Nhà đây chính là ta đáng yêu cháu trai nha, này tròn đô đô mặt, cũng đáng yêu đi, gọi gì, gì. Cơ vũ vi chơi đến vui vẻ, nhưng cơ lan ở bên cạnh nhìn cũng là một đầu hắc tuyến. Em gái ngốc của mình cư nhiên để cho đứa nhỏ một tháng mở miệng gọi cô. Chị, cháu gái của em đâu, đi đâu rồi? Cơ an ninh vừa định trả lời, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, cơ an ninh còn chưa nhìn ra ngoài đã nghe nha hoàng người hầu nhau nhau hô. Tham kiến vương gia. Không đợi Cơ An Ninh suy nghĩ nhiều, Triệu Nguyên Châu sải bước trảo bước tiến vào phòng. Tham kiến vương gia. Cơ An Ninh đứng dậy hành lễ. Phu nhân không cần đại lễ như thế, mới ra tháng thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, giờ phút này còn ông hài tử, sau này những lễ này đều miễn đi. Một đôi tay to đỡ lấy hai tay của nàng, nhẹ nhàng nâng nàng dậy. Tạ vương gia, bất quá thân là phu nhân quý phủ, chính vương phi nên chú ý vẫn là phải chú ý để tránh đến lúc đó bị người có tâm kế nghe được hạ thấp chút miệng lưỡi truyền đi bôi đó chính là mặt mũi của vương gia cơ an ninh cũng không tin một tháng tương lai triệu nguyên châu sẽ đột nhiên thay đổi tính tình đến quan tâm mình ngay sau đó lại hỏi không biết vương gia hôm nay tới là có chuyện gì triệu nguyên châu nghe ngữ khí của cơ an ninh hiển nhiên còn đang tức giận vì chuyện ngày đó hắn nhìn cơ vũ vi phía sau cơ an ninh nếu không phải hôm nay em vợ mình nói nhạc phụ mang thư cho hắn hắn thật đúng là không đến nhưng nhạc phụ hắn là tả tướng lại là thái tử sư chính là một đảng của thái tử mà mình lại ủng hộ tam hoàng tử hai người chính kiến không đồng nhất hắn sẽ nói gì với mình đây còn để cho cơ vũ vi cho mang cho mình trong này lại là cái gì kỳ quặc khụ khụ vi phu hôm nay là nhớ tới hai hài nhi sắp đầy tháng tên còn chưa định liền muốn cùng phu nhân thương lượng một phen Đúng lúc này, ngoài cửa xong chi ông Triệu Tư Tư đi vào, cuộc nói chuyện vừa rồi bị tiểu tử kia nghe được hết sức. À, thì ra vương gia còn nhớ chuyện đặt tên cho đứa bé. Cơ an ninh vừa ông lấy Triệu Tư Tư, trong đầu liền vang lên thanh âm khuê nữ. À, dối trá tra cha, mẫu thân đều lấy tốt còn tới, là không có gì tìm lời nói sao. Cơ an ninh nghĩ đến lời khuê nữ vừa nói ở đại sảnh, nghĩ đến buổi tối ngăn gã sai vặt đưa canh lại, bỏ chút nước ớt vào trong đó, trị triệu nguyên châu một chút bất quá phun ra chiến sĩ là vật gì lúc triệu nguyên châu nhìn cơ vũ vi cơ an ninh vừa vặn bắt được việc này không cần vương gia quan tâm tên đứa nhỏ ta đã đặt xong đợi đến tiệc trăng tròn vào gia phả là được triệu nguyên châu hơi nhíu mày không nghĩ tới cơ an ninh đã đặt tên cho đứa nhỏ cảm giác mình lại bị đánh vào mặt vẫn là ở trước mặt em vợ nếu là truyền tới nhạc phụ lão già này còn không biết sẽ nghĩ như thế nào đây phu nhân đã lấy, vậy nghe phu nhân là được. Triệu Nguyên Châu cố nén tức giận trong lòng, trên mặt vẫn là bộ dáng hảo hảo tiên sinh. Vương gia lúc này tính tình rất tốt. Không sợ mùi mùi trong phòng kia mất hứng sao. Tra cha, cha hàm răng đều nhanh cắn nát, ha 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 ha, mẫu thân nên như vậy, tốt nhất đem tra cha, cha tức mất ngủ. Văn khuê nữ lại khen mình, trong lòng cơ an ninh lại có thêm vài phần lo lắng. Phu nhân nói đùa, ngày đó vi phu chỉ là nhất thời tức giận mà thôi vợ chồng chúng ta nhiều năm như vậy ngươi còn không hiểu vi phu vi nhân sao triệu nguyên châu không đợi cơ an ninh nói tiếp đem đề tài dẫn tới trên người đứa nhỏ trầm giọng hỏi gần đây khẩu vị của bọn nhỏ như thế nào vấn đề này đương nhiên không cần cơ an ninh quay về nhàn mà mà ở một bên cúi đầu nói khởi bẩm vương gia tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư khẩu vị rất tốt các nhũ nương đều khen quả thật so với ta ngày đó nhìn thấy muốn béo hơn một chút, các ngươi chiếu cố không tệ, cao yếu, người trong phòng đều xem thưởng. Cha cha còn rất có tiền nha, ăn cơm phần lớn là ta khẩu vị tốt, lại còn thưởng cho người khác, ta cũng muốn ban thưởng. Tốt nhất là đóng vàng. Trong lòng cơ an ninh ghi nhớ, khuê nữ của mình vốn thích vàng, sau này chuẩn bị cho nàng nhiều một chút. Nhà hoàng trong phòng nhau nhau quỳ xuống tạ ơn, chỉ là triệu nguyên châu nói tiếp cũng làm cho sống lưng các nàng lạnh lẽo chăm sóc tốt có phần thưởng nếu chăm sóc không tốt các ngươi tự mình suy nghĩ một chút đương nhiên những thứ này đều là làm cho cơ an ninh xem triệu nguyên châu muốn cho nàng biết trong phủ này tất cả mọi chuyện còn phải là hắn đến làm chủ hắn có thể thưởng người cũng có thể làm cho người biến mất cơ an ninh ông đứa nhỏ trong lòng căng thẳng thông minh như nàng sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của Triệu Nguyên Châu chứ? Vương gia có muốn ông một cái không? Tôi. Triệu Nguyên Châu nhìn cơ lan trong lòng trừng mắt nhìn nữ hài của mình, trầm tư lắc đầu. Ta ra ngoài trở về còn chưa về phòng thay quần áo, có chút bẩn, liền quên đi. Tra cha, cha quần áo nửa điểm cho bụi đều không có, giờ phút này ngoài phòng nhưng là đổ mưa nhỏ, mà nàng dậy khô ráo, nào có giống là đi ra cửa dáng vẻ trái tim cơ an ninh giống như bị nắm chặt hô hấp nặng nề trước kia sau mình lại tin lời nói ma quỷ của triệu nguyên châu hắn nói cái gì cũng tin còn tin nhiều năm như vậy thật sự là quá ngu ngốc nghe vương gia là được ngữ khí cơ an ninh sa sút có một tia thương cảm mẫu thân không nên thương tâm chờ tư tư lớn lên sau này bảo vệ mẫu thân tuyệt đối sẽ không để mẫu thân lại bị tra cha khi dễ nghe thấy tiếng sữa ấm áp trong lòng cơ an ninh lúc này mới dễ chịu hơn một chút triệu nguyên châu lại làm bộ quan tâm cơ an ninh vài câu liền tìm cớ quay về thư phòng chỉ là trước khi ra cửa lại nhìn cơ vũ vi vũ vi hoàng thượng mấy ngày trước vừa ban thưởng một ít trà ngon tiếng cống cho ta ngươi hồi phủ đến thư phòng của ta lấy một chút mang về cho nhạc phụ đại nhân nếm thử vâng vương gia cơ vũ vi cúi đầu đáp ứng mẫu thân đối xử với nàng như thân mùi mùi nhưng nàng lại. Chương 8. Cơ Vũ Vi, ngươi là đương thật không sợ chết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lời còn chưa dứt, trong miệng triệu tư tư phun ra một cái bong bóng, một trận buồn ngủ xông lên đầu, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nhưng nói được một nửa lại làm cho cơ an ninh có chút ngây người, thì sao? Con gái ngoan, con nói hết đi. Nhưng từ sau khi Vũ Vi vào phủ mình đối xử với nàng như em gái ruột, nàng sao có thể bất lợi với mình chứ? Cơ Vũ Vi cũng không phải là em gái ruột của Cơ Lan. 12 năm trước, hai nước triệu tề đại chiến, lúc ấy tả tướng Cơ Sương nắm giữ ấn soái xuất chinh, lúc trở về liền dẫn theo một tiểu cô nương 6 tuổi. Nó được phát hiện trong quá trình dọn dẹp chiến trường. Cơ Sương đưa cô về nhà như con gái ruột và đặt tên là Vũ Vi. Cơ An Ninh cũng rất thương muội muội này, khắp nơi đều che chở, nhà đầu này cũng dính lấy nàng, lúc trước lúc nàng xuất giá cơ vũ vi lưu luyến không rời bộ dáng mắt ngấn lệ nàng còn rõ mồn một trước mắt nhưng lời con gái vừa rồi nhưng cái gì vũ vi đã làm gì có thể khiến con gái nói ra hai chữ trí mạng có phải là con gái mệt mỏi nói mê sảng hay không cơ an ninh ngẩng lên nhìn về phía cơ vũ vi lúc này trên mặt cô vẫn tươi cười trêu chọc tiểu nhi tử đang cuốn tả chị cháu gái em ngủ rồi à không đợi nàng hoàng hồn, cơ vũ vi đã đi tới bên cạnh nàng, nhìn triệu tư tư trong lòng nàng đã phun bọt ngủ, còn vương tay chọc chọc mặt tiểu tử kia. Hành vi biểu tình đều là phá lệ thân mật. Cơ an ninh trong lòng lại tự nói với mình một lần, khẳng định là nữ nhi vừa rồi mệt nhọc nói mê sản, mùi mùi như vậy sao có thể gây bất lợi cho mình chứ. Vũ vi, chỉ còn chưa hỏi em, mọi chuyện trong nhà đều tốt chứ. Không sao đâu, chỉ là gần đây mẫu thân bị nhiễm phong hàng bất quá đại phu kê đơn thuốc đã không còn đáng ngại tỷ tỷ đừng lo lắng cơ vũ vi thấy cháu gái ngủ liền không đùa nữa ngồi xuống đối diện cơ an ninh ngược lại tỷ tỷ phải chăm sóc tốt bản thân mới được ta vừa mới tới nghe nhang ma ma nói ngươi sinh con là tổn thương thân thể thấy mùi mùi quan tâm mình cơ lan càng thêm xác định suy nghĩ vừa rồi của mình cũng không có gì chỉ là sau này không thể sinh nữa mà thôi hiện tại tỷ tỷ có bốn đứa con trai còn có con gái đáng yêu như tư tư đã thỏa mãn rồi. Cơ vũ vi sắc mặt có chút xa sút trong mắt mang theo lệ quan, vương tay nắm lấy cơ an ninh. Hai người lại hàng huyên một ít chuyện gia đình, cơ vũ vi liền đứng dậy chuẩn bị trở về, cơ an ninh vốn định lưu nạn lại quý phủ qua đêm, nhưng cơ vũ vi nói quý phủ còn có chuyện khéo léo từ chối. Đến từ biệt, lại xoay người lúc, cơ vũ vi khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt cũng dần dần biến lạnh. Thấy cơ vũ vi rời đi, cơ an ninh gọi xong chi. Ngươi ra ngoài thư phòng vương gia nhìn chầm chầm, tốt nhất là nghe vương gia và vũ vi nói gì. Song chi mang theo nghi hoặc ra cửa, không rõ phu nhân hành động này ý tứ, vương gia cùng tam tiểu thư có thể nói cái gì. Trở lại thư phòng, triệu nguyên châu nghĩ đến cơ an ninh hôm nay, cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc trước mình hay nói chuyện với nàng như vậy, cơ an ninh chắc chắn sẽ giả bộ tức giận rồi trách cứ vài câu rồi sẽ tươi cười đón chào, nhưng ngữ khí hôm nay lại lạnh lùng hơn hôm đó thậm chí khinh thường. Còn có chính là, trước kia khi mình không có lời nói hoặc là không muốn nói chuyện, cơ an ninh đều sẽ tìm lời nói cùng mình nói, hiện tại mình không nói, nàng căn bản không muốn nói thêm một câu nữa, như là cùng mình nói chuyện là lỡ mất thời gian của nàng. Bất quá, nghĩ là kỳ quái, Triệu Nguyên Châu ngược lại cảm thấy như vậy rất tốt. Cao yêu, đi chọn vài tấm vải cẩm y đến chỗ đại phu. Triệu Nguyên Châu nói xong, suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, chọn hai phần đi, đưa một phần đến chỗ nhị phu nhân. Dạ, dạ. Cao yêu trong lòng ghi nhớ, vốn còn nghĩ gia mình hồi tâm chuyển ý lại tốt với đại phu nhân, nào ngờ lại nói thêm một câu. Là lão nhân trong phủ, vẫn là đi theo vương gia, Cao yêu cũng không ít lần nhận được phần thưởng của cơ lan. Bất quá liễu như yên này quả nhiên là thủ đoạn tốt, lại có thể để cho gia mỗi đêm đều ngủ lại trong viện bất quá nếu gia lại một lần nữa nhớ rõ đưa cẩm y liệu cho đại phu nhân xem ra cổ này mới mẻ a à, cũng sẽ không duy trì lâu lắm dù sao ba ví dụ đầu ở đâu cao yêu trong lòng cười cười dù sao cũng là nhị phu nhân huống hồ đến lúc đó là phu nhân là thị thiếp còn nói không nhất định lại nói cho dù là hiện tại được sủng thì có thể thế nào lại không có bối cảnh gì làm sao có thể đấu lại đại phu nhân đại phu nhân chính là vì vương gia sinh bốn trai một gái cho dù là sau này không thể sinh vậy thì thế nào liệu như yên nàng coi như là sinh nhi tử vậy ở trong phủ cũng tranh không lại mấy người đại công tử đại công tử chính là trưởng tử hơn nữa còn không nhất định là công tử coi như là công tử ở trong phủ này cũng chưa chắc có thể trưởng thành trong hoàng thất hai tử chết non cũng không ít cao yếu rời khỏi phòng lúc chỉ thấy cơ vũ vi chậm rãi đi tới cao yếu dừng bước làm cái lễ người sau cũng là trở về cái lễ lúc này mới vào thư phòng gã sai vặt bên cạnh cao yếu nhìn tò mò hỏi cao tổng quản sao ngài lại hành lễ với một nha đầu cao yêu cười vỗ đầu gã sai vặt một cái ngươi a à, về sau muốn xem phải học còn nhiều nếu là phu nhân muội mùi khác ta nhiều nhất là khuôn mặt tươi cười đón chào nhưng vị này là đại phu nhân muội muội vậy thì không giống ngươi phải nhớ kỹ quý phủ này Vô luận hiện tại là ai được sủng ái, trừ vương gia ra, đại phu nhân chính là trời. Gã sai vặt bị đánh trên đầu vội vàng tươi cười, nịnh nọt nói: "Cao tổng quản dạy đúng, tiểu nhân nhớ kỹ." Nửa canh giờ, Tụng Chi chạy chậm về phòng. "Phu nhân, Vũ Vi tiểu thư ở trong sách vương gia gần nửa canh giờ, trong lúc cửa phòng đóng lại, nô tỳ không thể nghe được gì." Cửa đóng. Vậy lúc cô ấy đi ra ngoài, vẻ mặt thế nào? cơ an ninh nhíu mày trước kia thư phòng triệu nguyên châu rất ít đóng cửa trừ phi là lúc đại thần trong triều đến phỏng vấn luận chuyện quan trọng trong triều mới có thể đóng cửa nhưng vừa rồi triệu nguyên châu chỉ nói bảo cơ vũ vi lấy chút trà về cho phụ thân vì sao phải đóng cửa biểu tình vũ vi tiểu thư giống như thường ngày cũng không có chỗ nào không giống lúc này nhà hoàng đến báo là cao tổng quản tới cơ an ninh cũng không hỏi nhiều nhưng trong lòng có chút khó chịu Cao yêu vừa vào cửa đã vui mừng nói. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Hà hỉ chi hữu. Cơ lan đầu đầy sương mù, niềm vui này từ đâu mà đến. Phu nhân, ngài xem đây là cái gì? Cao yêu nói xong, mấy nhà hoàng phía sau tay ôm đủ loại cẩm y đi lên trước. Cơ an ninh nhìn, tuy rằng những cẩm y này quý giá, nhưng nói có vui cũng hơi quá. Không phải chỉ là mấy con cẩm y thôi sao, lấy đâu ra niềm vui? Phu nhân, đây là vương gia mới cố ý dặn dò nô tài chọn cho người, trong lòng vương gia rất quan tâm đến người. Cơ an ninh hiểu, hóa ra mình được ban thưởng, không trách nói có vui, nói cũng không sai. Song chi lúc này cũng tiến lên nói. Phu nhân, người nhìn nguyên liệu thật tốt a. À, buổi sáng chúng ta mới nói muốn làm vài bộ sim y mới, quả nhiên là vợ chồng liền tâm, vương gia lúc này liền đưa tới. Nhan ma ma ở một bên cũng phụ họa. Tụng chi nói không sai, màu sắc cũng đẹp, thật sự rất thích hợp với phu nhân. Lát nữa ta sẽ đưa đến phòng theo để các tú nữ tranh thủ thời gian chạy ra trước bữa tiệc đầy tháng của tiểu thư công tử. Nếu là trước kia, cơ an ninh khẳng định rất vui vẻ, chỉ là hiện tại. Trong thư phòng, Triệu Nguyên Châu ngồi ở trước bàn sách, trước mặt đã viết phế đi mấy tờ giấy, vừa rồi cơ vũ vi cùng hắn nói, thật sự là khiếp sợ đến hắn. Cơ vũ vi, ngươi thật sự cảm thấy bổn vương sẽ không giết ngươi sao? Sao lại không sợ chứ? Bất quá ta nghĩ, đề nghị này của ta, vương gia sẽ không động thủ, chẳng lẽ ngươi không muốn làm hoàng đế? Điều kiện của anh là gì? Ta chỉ cần mạng của cả nhà cơ xương. Chương 9 Ta muốn tư đồ đóa đóa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Triệu tư tư vừa tỉnh lại đã là chạng vạn tối, vừa mở mắt đã thấy được khuôn mặt đã lâu không gặp di ta nói đại soái ca từ đâu tới nguyên lai là oan chủng đại ca của ta ân mi tâm phím hồng nhạc đây là phạm vào hoa đào lão ca có đối tượng không nên a à, đại ca của ta đến chết cũng không có cùng đại tẩu của ta cùng một chỗ a à, thi thể vẫn là đại tẩu của ta nhận đây bất quá trong tâm đào hoa này một vệt đen là đóa hoa đào nát a à, chẳng lẽ là nàng không nên a à, lúc này nữ nhân kia hẳn là còn không có xuất hiện mới đúng từ lần trước nghe được tiểu mùi tiếng lòng về sau huynh đệ ba người cũng ở trong bóng tối điều tra về liễu như yên sự tình chỉ là không có kết quả gì nữ nhân này giống như là trống rỗng xuất hiện bình thường bất đắc dĩ triệu hoàng lễ chỉ có thể đến tìm triệu tư tư trợ giúp ai ngờ lúc tới tiểu tử kia đang ngủ ở một bên đợi non nửa ngày mới thấy nàng tỉnh thấy triệu tư tư tỉnh triệu hoàng lễ vội vàng ông lấy mùi mùi nghĩ mau nghe một chút tiểu mùi có lời gì muốn nói nhưng lời nói trong đầu lại làm cho triệu hoàng lễ mất bình tĩnh tiểu muội này sao cái gì cũng biết quả thật mấy ngày trước khi hắn tham gia một hồi thi từ hội thì gặp được một nữ tử tuổi tác cùng hắn không kém nhiều lắm nữ tử này tài văn chương phi phàm trong xã hội vô tài của nữ tử này nữ tử này thoáng cái đã thu hoạch được trái tim của triệu hoàng lễ sau mấy lần hỏi thăm biết được đối phương là thiên kim của hộ bộ thượng thư hai người lén lút gặp qua hai lần nảy sinh tình cảm lẫn nhau chỉ là tiểu mùi bây giờ nói là đoá hoa đào nát còn nói mình đến chết cũng không có cùng đại tẩu cùng một chỗ đại tẩu này là ai lễ nhi trong khoảng thời gian này huynh đệ các ngươi ba người đều đang bận rộn cái gì một tháng này cũng không có gặp mẫu thân triệu hoàng lễ hoảng hốt hắn cũng không dám nói thật với mẫu thân hồi mẫu thân trong khoảng thời gian này huynh đệ ba người chúng ta không đến thăm mẫu thân là sợ quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi liền thương lượng không tới cơ an ninh nhìn con trai lớn hiểu chuyện phiền muộn trong lòng tiêu tan rất nhiều ông tư tư cho ta đi ngươi ông thời gian lâu ngồi xuống uống chút trà thuận tiện nói với mẫu thân gần đây bên ngoài có chuyện gì mới mẻ giải sầu triệu hoàng lễ nhìn tiểu mùi trong lòng rất không tình nguyện giao ra ngoài mẫu thân mau hỏi đại ca con một chút hình như anh ấy đang yêu cơ an ninh vừa nghe cũng hứng thú con trai mình tuổi tác có cô nương vui vẻ như vậy cũng là bình thường chỉ là con trai lớn của mình ngày xưa ánh mắt cũng không thấp không biết là nữ tử nhà ai chiếm được trái tim của con trai lớn như mình cơ an ninh mượn lời triệu tư tư nói lễ nhi năm nay qua năm ngươi liền hư mười bốn đi triệu hoàng lễ gật đầu đúng vậy mẫu thân đến tuổi kết hôn rồi nhớ lúc ta đính ước với phụ vương ngươi phụ vương ngươi còn nhỏ hơn ngươi một tuổi Cơ an ninh hồi tưởng lại lúc trước đính ước với Triệu Nguyên Châu, đối phương lôi kéo tay mình nói cưới mình đời này sẽ không cưới nữa, nào nghĩ tới hôm nay, chẳng những cưới, còn cưới vài người. Nghĩ vậy, khóe miệng cơ an ninh lộ ra một nụ cười khổ. Mẫu thân, hài nhi quả thật có một lòng làm hài lòng nữ tử. Triệu hoàng lễ cũng không giấu giếm. Hả? Cơ an ninh nhướng mày, đúng là bị khuê nữ nói trúng. Là nữ tử nhà ai? Hộ bộ thượng thư hạ thư chi nữ Hạ Thiên Ca lúc triệu hoàng lễ nói chuyện trong đầu hiện ra đạo thân ảnh kia khóe miệng nhịn không được nhếch lên Hạ Thiên Ca Cơ An Ninh ngược lại có nghe nói để nhất tài nữ kinh thành sinh ra một bộ dáng tuấn tú như vậy xem ra quả thật rất xứng đôi với con trai mình hôn sự này nghe không tệ xem ra mình phải dành thời gian hẹn hộ bộ thượng thư phu nhân đàm luận một chút chuyện hai đứa nhỏ người phụ nữ này là người điên tuyệt đối không thể cưới cô ta về cô ta sẽ trở thành trợ thủ của người phụ nữ xấu đại ca bị hại cô ta chính là đầu sỏ gây nên chuyện này cơ an ninh nghe vậy trong lòng cả kinh con mình sẽ bị hại chết có thể làm đại tẩu cô ta chỉ có thể là tư đồ đoá đoá tư đồ đoá đoá khuê nữ của tên mãn phu tư đồ chiến gia kia nếu hạ thiên ca là nữ tử được hoan nghênh nhất kinh thành tư đồ đoá đoá kia chính là nữ tử mà toàn bộ nam tử trẻ tuổi kinh thành sợ nhất không dám chọc, một thân công phu so với nam tử trong quân đều cao hơn, mặc dù nghe nói bộ dáng của nàng diễm quan quần phương, nhưng tính tình cũng không nhỏ, người khác nói lý dựa vào miệng, nàng là dựa vào nắm đắm. Nữ tử như vậy, đại nhi tử là một thư sinh có thể trấn áp được. Bất quá, cái kia hạ thiên ca sẽ hại con mình, cái kia cọc hôn sự, chính mình cũng không thể đáp ứng cơ an ninh lúc này cũng không có ý cổng nhi tử, cố gắng trấn định. Thì ra là thiên kim hộ bộ thượng thư gia, mẫu thân cũng từng nghe nói qua thanh danh của nàng, ngược lại là một nữ tử không tồi. Mẫu thân, tỉnh lại. Ngàn vạn lần không thể đồng ý nha. Triệu tư tư sốt ruột, ở trong tả lót sốt ruột vặn vẹo lên, còn qua nhi khóc lớn. Mẫu thân, tiểu muội làm sao vậy? Là đói bụng sao? cơ an ninh mượn triệu tư tư tranh cãi âm ý nói. Tư tư ngày thường nhu thuận, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng không đồng ý hôn sự như vậy? Nói xong, cơ an ninh không ngừng trấn an triệu tư tư, miệng tiếp tục nói. Lễ nhi, lúc trước nghe nói cửu phụ của ngươi nói qua, hổ kỳ tướng quân gia có một nữ nhi, sinh ra xinh đẹp, còn có một thân công phu. Mẫu thân nói ai cũng là tư đồ đóa đóa kia. Triệu hoàng lễ lập tức nói đúng, gọi tư đồ đóa đóa tiểu nữ tử kia mẫu thân gặp qua một lần, cảm thấy cũng không tệ lắm, nếu không. Cơ an ninh ném ánh mắt dò hỏi về phía con trai. Nào biết triệu hoàng lễ trực tiếp đứng dậy, lắc đầu nói. Mẫu thân, nữ hài nhi kia cũng không dám nhận, mấy ngày trước mới gặp, hài nhi thiếu chút nữa bị ngựa của nàng lật tung, nàng còn cười nhạo hài nhi tay trói gà không chặt không có một bộ túi da đẹp mắt. Lần này cơ lan lại gặp khó khăn, Quê nữ của mình nói chỉ có thể là tư đồ đoá đoá, vậy nữ tử này nhất định là thích nhi tử của mình, làm sao còn có thể cười nhạo đây? Mẫu thân, liền tư đồ đoá đoá. Ngàn vạn lần đừng sửa, đại ca ta chỉ là hiện tại không biết nàng tốt mà thôi. Hoa hoa hoa, tư tư muốn đoá đoá làm đại tẩu. Hạ thiên ca tuyệt đối không thể nhận. Nghe được nữ nhi kiên định như vậy, cơ an ninh lúc này mới hạ quyết tâm, hôn sự này mình phải nhúng tay vào. Lễ Nhi, ngươi xem như vậy có được hay không? Mấy ngày nữa Tư Tư và Lễ Nhi đầy tháng yến, đến lúc đó hộ bộ thượng thư sẽ đưa thiếp mời, thuận tiện mời thiên ca cô nương tới cùng tham gia. Triệu Hoàng Lễ vừa nghe, trên mặt mừng rỡ, mẫu thân ra mặt, hôn sự của mình và hạ thiên ca tuyệt đối có thể thành. Mẹ con hai người lại hàng huyên một lát, lúc này nha hoàng ngoài cửa đến báo, nói là nhị phu nhân vương tình đột nhiên té xỉu, vương gia đã chạy tới hậu viện xảy ra chuyện, đại phu như nàng vẫn phải chạy tới thăm một chút. Chạng vạn tháng tư, không khí lạnh lẽo, đoàn người cơ an ninh vội vàng chạy tới Thúy Ngọc Hiên. Đi vào sân, đám nha hoàng đi theo đều quỳ ở đó, có người trên mặt còn tràn đầy dấu ngón tay, mặt đều sưng lên, cơ lan không nhìn nhiều trực tiếp đi tới, mới vừa vào cửa liền thấy Triệu Nguyên Châu cau mày đứng ở đó. Tham kiến vương gia. Triệu Nguyên Châu ngẩng đầu nhìn cơ an ninh, phu nhân không cần đa lễ, đứng lên đi. Vương gia, tình nhi mùi mùi làm sao vậy? Khí hỏa công tâm, hôn mê, thái y hiện tại đang trên đường tới. Chương 10 Nhã cái bong bóng đồng thời đưa cho đối phương một cái rắm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khí hỏa công tâm Tình nhi muội muội từ trước đến nay đều là tính tình tốt, sao có thể như thế? Cơ an ninh đi vào trong viện nhìn đám nha hoàng quỳ trên mặt đất, thẳng nhiên nói nói nhị phu nhân đã xảy ra chuyện gì ngữ khí rất nhẹ nhưng lực chấn nhiếp quả thật không kém chút nào đám nha hoàng quỳ ở đó run lẩy bẩy nhìn nhau nhưng không ai dám nói chuyện xuân lan ngươi nói đi hồi đại phu nhân nói nhị phu nhân sau khi trở về phòng vẫn không yên lòng lại càng ngã nhiều thứ buổi trưa ngủ một giấc đứng lên liền cầm lấy mỗi người chúng ta hỏi có phải chúng ta hại hài tử của nàng hay không xuân lan cúi đầu đáp lời thanh âm có chút run rẩy hiển nhiên hành vi buổi chiều của vương tình quả thực dọa đến các nàng hại con của nàng lúc vương tình mới vào phủ một năm quả thật đã mang thai nhưng ba tháng tuổi bầu trời đột nhiên có bão tuyết lúc vương tình ra cửa không cẩn thận ngã đứa nhỏ không giữ được cũng may thái y kiểm tra xong nói không trở ngại sau đó lại mang thai nhưng sau đó cũng không có mang thai trong lúc đó thái y xem qua nhiều lần vẫn không có nhìn ra vấn đề gì ngay lúc cô trăm mối vẫn không có cách giải triệu tư tư trong lòng cho cô đáp án nhị nương đáng thương đáng tiếc tin tức về nàng thật sự quá ít người bỏ thuốc cho nhị nương dẫn đến nàng vẫn không thể mang thai cũng không đề cập tới bỏ thuốc cơ an ninh nghiến chặt răng vương tình tuy nói là thiếp nhưng sau khi vào phủ chưa bao giờ tranh giành cái gì trước khi làm việc cũng đều đến viện nàng thỉnh giáo nàng ngày thường cũng sẽ giúp nàng chuẩn bị chút chuyện trong phủ nếu không có nàng hỗ trợ một vương phủ cực lớn cơ an ninh một mình quản lý thật đúng là có chút cố hết sức nhưng lại có người cho nàng hạ dược làm cho nàng không có thai thật sự đáng giận đáng hận chết tiệt chuyện này nàng nhất định phải điều tra rõ ràng làm chủ cho em gái này phòng bên trong cơ an ninh nhìn vương tình đầu đầy mồ hôi trên giường trong miệng không ngừng niệm cái gì lúc này thái y chạy tới một phen kiểm tra cũng không đáng ngại kê chút thuốc an hồn định thần đến khi cơ an ninh từ nội thất đi ra triệu nguyên châu đã không còn ở đây thấy hắn không có ở đây cơ an ninh nhìn về phía sông chi vương gia đâu phu nhân vừa rồi nha hoàng ngủ phòng báo tin nói là bụng bên kia có chút không thoải mái vương gia chạy tới trước khi vương gia đi nói nhị phu nhân giao cho phu nhân ngài ánh mắt cơ an ninh ngưng tụ liễu như yên thật biết chọn thời gian hiện tại cơ an ninh không thể so với trước kia chuyện triệu nguyên châu làm đều bị nàng ghi tạc trong lòng. Nàng quay đầu lại tìm Thái Y tìm hiểu tình huống. Đại phu nhân xin yên tâm, thân thể nhị phu nhân cũng không có gì đáng ngại, chỉ là bị kích thích thôi, mấy bức thuốc này uống xong liền ổn định. Hồ Thái Y, nhiều năm như vậy, vương phủ có người sinh bệnh đều là tìm ngươi, đúng là vất vả, mấy thứ này thủ hạ của ngươi. Cơ an ninh ném cho sông chi một ánh mắt, người sau lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ, phòng lên, không cần mở ra cũng biết bên trong chứa cái gì. Hồ Thái y râu quai nón vội xua tay. Đại phu nhân, đây đều là chuyện ti chức nên làm, hơn nữa trong cung đều chẩn kim cho chúng ta. Một mã quy một mã, đây là một chút tâm ý của ta, Hồ Thái y cần phải nhận lấy. Hồ Thái y thấy Vương Phi nói như thế, nếu không cầm chính là bôi mặt mũi đối phương, nói cảm ơn sau đó đem túi nhỏ giấu vào trong ngực. Cơ an ninh thấy hắn thu, liền mở miệng hỏi hồ thái y mùi mùi ta vào phủ nhiều năm như vậy chưa thành mang thai là nguyên nhân thân thể sao hồ thái y nhận phần thưởng tâm tình cũng tốt hồi đại phu nhân nói thân thể nhị phu nhân cũng không ngoài ý muốn lúc trước ta đã kê nhiều lần thuốc đông y cho nhị phu nhân điều trị chỉ là vẫn chưa mang thai ti chức cũng không biết vì sao hồ thái y ta muốn hỏi ngươi có hay không một loại thuốc có thể làm cho người ta không mang thai hại tử đây hồ thái y hiểu được ý tứ của cơ lan hắn nhìn trong phòng ý tứ của đại phu nhân là có người hạ thuốc cho nhị phu nhân cơ an ninh gật đầu không chút kiên kỵ tôi chỉ hoài nghi dù sao tôi cũng không phải bác sĩ hồ thái y trầm tư một lát trước kia khi ta chưa vào cung du lịch cả nước đã gặp qua một chuyện ở đài châu dân bản xứ vì không sinh con sẽ trường kỳ sử dụng một loại dược liệu thuốc bắc kia không màu không vị ăn lâu dài cũng sẽ không có bất kỳ thương tổn gì đối với thân thể, nhưng loại dược này phải dùng lâu dài, nếu là có một đoạn thời gian không dùng, nên mang thai vẫn có thể mang thai. Đài Loan Nơi này hình như có chút quen tai, ở nơi nào nghe qua. Cảm ơn Hồ Thái Y, chuyện hôm nay ta nói với ngươi mong Hồ Thái Y không tiết lộ ra ngoài. Đại phu nhân yên tâm, ti chức tuyệt đối sẽ không tiết lộ với bên ngoài một chữ. Hồ Thái Y đi rồi, Cơ An Ninh gọi Song Chi tới, thu dọn thiên phòng trong viện của mình cho Vương Tình, nàng muốn tự mình chăm sóc muội muội như vậy. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, bàn tay sau lưng kia có dám vương ra nữa hay không. Còn có một nguyên nhân, chính là Cơ An Ninh muốn cho Vương Tình cùng hai hài tử ở chung, nói như vậy tâm tình cũng sẽ khá hơn một chút. Trở lại Lang Đình Uyển, Cơ An Ninh nhìn hai đứa nhỏ trên giường, cũng may bên cạnh mình đều là người tâm phúc mình mang ra từ tướng phủ nếu không mình còn có thể có hai đứa bé đáng yêu như vậy hay không triệu tư tư nhìn anh trai quen biết chính phần bên cạnh nói thầm tiểu ca ngươi nói ngươi cùng đồng bào của ta sinh ra ta mang theo trí nhớ xem như xuyên việt ngươi thì sao ngươi có chỗ nào đặc biệt sao còn ta làm sao có điểm nhìn không thấu ngươi a à? hơn nữa ta nhớ rõ trong sách ngươi sinh ra chính là tử thai vì cái gì lại sống đây lúc này triệu hoàng lệ quay đầu nhìn về phía triệu tư tư trong miệng phun ra bong bóng lớn cũng cho nàng một cái rắm một cổ mùi ba ba xông thẳng vào xoang mũi triệu tư tư thiếu chút nữa phun sữa nàng ăn ra đáng giận a à, tiểu tử chờ ta lớn lên xem ta có đánh ngươi hay không triệu hoàng lệ nhìn mùi mùi hoa chân múa tay vui sướng vui tươi hớn hở nở nụ cười phu nhân tiểu công tử thật sự rất thích cười nha ngay cả kéo quần cũng cười song chi ở một bên che miệng cơ an ninh làm động tác tương tự đúng vậy thối như vậy cũng cười được, mau đi lấy tả thay đi. Hai ngày sau, Triệu Nguyên Châu làm xong việc trong cung về phủ lập tức đi về phía hậu viện. Chỉ là lúc tới hậu hoa viên thì dừng bước, nhìn trái nhìn phải, bắt đầu do dự. Hai hướng một bên là Lan Đình Uyển của cơ an ninh, một bên là Yên Vũ Đình của Liễu Như Yên. Dạ, hôm qua nghe xong chi cô nương nói, đại phu chuẩn bị tổ chức tiệc trăng tròn cho tiểu công tử và tiểu tiểu thư. Cao yêu ở một bên vừa vặn nhắc nhở một câu. Vậy thì đi lang định biển đi, tiệc trăng tròn quyền quý kinh thành đều sẽ đến, nếu làm không tốt, đến lúc đó mất mặt tỉnh vương phủ chúng ta. Được, gia. Cao yếu hiểu ý cười một tiếng, đại phu trong lòng gia mình vẫn là quan trọng nhất. Cơ an ninh lúc này mới vừa dỗ đứa nhỏ ngủ xong, lúc này cùng vương tình hai người ngồi cùng một chỗ ăn đồ ngọt, hai ngày nay sắc mặt vương tình tốt hơn rất nhiều, hơn nữa nàng đặc biệt thích ông khuê nữ của mình càng không ngừng nói chuyện hai người đang trò chuyện vui vẻ triệu nguyên châu tới cơ an ninh đứng trước vương tịnh đứng sau tham kiến vương gia vương gia cát tường